rửa sát cồn sát chuẩn này. Không, con tuổi. Hơn 1 tuổi à? Lấy vợ sinh năm 94. Sinh năm 94. Vợ nó hơn nó 3 tuổi. Ủa? Hơn 1 tuổi đấy. Hơn con, nó không con 1 tuổi. Ừ. Ông con tôi à? Không, anh em, tại vì nó có vợ rồi. Nhưng con lúc gọi chống không đúng không? Ừ. Con nói chống không đúng không? Nhưng mà nó láo xược đấy, đùa cờ cuối tuần. Việc tập nhiều loại bất cần đời không? Mình mà không lấy một mình tự mình tránh xa. Nó nghỉ rồi, nó nghỉ. Ừ, không thì mẹ nó là ai mà ấy. Không tiếp xúc gần ai hết bây giờ. Giữ cho bản thân mình. Chúng con sẽ làm con đâu nhỉ? Sao em không quên mất? Đây. Ví dụ cầm mi khóa xe. Sáng là để sát vào xe anh Việt. Có thể trước mặt con mà. Ừ. Mẹ nhìn thấy để cầm chưa ở cái chỗ gốc cây ấy. Vâng, không còn để đó. Đây là chỗ cố định của con rồi, không ai được xâm phạm, con thoát ra hết. Chỗ cố định rồi này. Vâng. Chết rồi. Chết. Mình cứ cảm thấy nó kiểu ấy. Cái khăn này. Ừ. Xong miệng đun muối xong thì ấy vào. Xúc hết. Chết. Ồ. Ờ, mẹ đeo cái trang, mẹ đeo cái trắng rồi đeo mũ bảo hiểm. À.